Chào các bạn. Bây giờ là 18 giờ. Ngày thứ bảy 30 tháng 3 năm 2024. Tức ngày 21 tháng 2 năm Giáp Thìn. Thời gian này gọi là thời gian cuối mùa xuân. Bên lập xuân à lập thu à xin lỗi, lập hạ nó thầm à, thời gian tháng 5 thì hơn tháng nữa lập xuân rồi, à lập hạ rồi. Vải thiều nhà mình năm nay mất mùa. Hôm qua mình chia sẻ video là làm lộc trong thân, trên thân để làm quả trên thân. Và như mọi năm, như năm 2023, 24 là mình định làm kiểu thế. Nhưng mà về sau vải rẻ quá cho nên mình quyết định mình đốn cả vườn. Hệ quả năm nay mất mùa. Và cũng trùng hợp là năm nay là một năm mất mùa nặng của vải thiều. Cho đợt này tranh thủ mùa xuân còn mát mẻ, mình quyết định mình tỉa thưa như kế hoạch của mình từ năm 23-24. Tuy nhiên cái lô này là cái lô mình đã ghép u hồng rồi. Thế chỗ nào u hồng mà kiên tán thì mình chỗ nào kiên tán thì mình đã bấm vải thiều. Còn chỗ nào mà thưa thì chưa kín thì mình để lại. Vải nhà mình nó ra hoa từ đầu năm. À, từ tháng 12 các bạn ạ, nó ra hoa mãi, nó chẳng ra được. Hoa dài có khoảng 3, 4, 5 phân thôi nhưng mà quả lại nhiều. Tại sao nó cứ mờ thế nhỉ các bạn nhỉ? Đây, mình cho vào nó mờ. Quả các bạn nhé. Thì vải năm nay nó gần như mùa xuân, nó không có tiết mùa xuân cho nên vải nó ra. Tuy hoa ngắn ngủn đợt như nó kiểu giống giống hoa muộn mỗi năm ấy, ra xong nó đậu quả rất là sai. Vải thiều nhá. Này. Đậu quả rất sai. Hoa này khoảng 35 phân thôi. Đấy. Cái lô này là cái lô mình đã ghép nó thành công khá nhiều. Cho nên mình chặt gần như cụt còn mỗi cành này. Còn cành vải thiều mình để lại. Chỗ nào nó thiếu mà nó còn lẹo lõm quá. Nó sót nó chê thành công. Ghép vì mình ghép sen vào cho nên không thành công cho nên chỗ nào còn thì mình để lại vài cây vải Xin lỗi các bạn, cái điện thoại mình nó bị hết pin rồi các bạn ạ, không phải hết pin. Cây quay điện thoại mình nó quay lung tung cả, xin lỗi các bạn nhé. Chắc là lỗi do mình quay mình chạy lên nhảy xuống. Những chỗ nào mà u hồng ghép chưa thành công nhiều thì mình cây quay mình nó lỗi quá. Chỗ nào u hồng chưa thành công thiếu sót thì mình vẫn để lại một số cành cao nhé, mình để cao hẳn so với vải thiều. Còn chỗ nào thành công nhiều thì mình đây cả cái bạt này nó vẫn thoáng quá nên quyết định để lại vài cành. Sau sang năm hoặc là lúc nào cần thì ghép thêm. Hoặc không ghép được bởi vì vải u hồng này trông mình ghép thì lưa thưa đi nhưng khi nó mọc lên nó nhanh lớn lắm. Chỗ này thì mình quyết định cắt vải thiều đi nhá. Gì để u hồng thôi, nhưng mình vừa nói là chỗ nào nó u hồng nó thưa quá. Trời, cái điện thoại mình nó lỗi gì không biết. Lúc thì nó sáng choi, lúc thì cây điện thoại nó quay, các bạn thông cảm nhé. Đây một số hoa của vải thiều đây. Ra xong rất đậu nhé các bạn ạ, đây. Quả rất sai. Đấy, ra được chùm nào sai chùm đấy, nhưng mà nó lưa thưa cho mình quyết định mình cắt bỏ. Đây. Cả cái bạt này thì khu này đã không thành công, bên kia thành công nhiều hơn cho mình đã để lại. Trời năm nay xấu quá các bạn ạ, cả nhà mình ốm. Còn tháng 3 u trưng trắng với vải u hồng thì kể cả thanh hãng đậu quả rồi, nhưng mình bảo phun những phun mình đang ốm nhìn không phun, nó phun vào nó càng ho để hôm nào nó khỏi đã. Bởi vì vải mình không có nhiều sâu lắm. Hôm qua mình làm cây vải này đây, tỉa khóa thưa các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm đồng loạt cả khu này rồi. Đều kiểu thế. Nhưng mình đây mình làm mình chỉ lưu lại để làm kỷ niệm cho chính mình. Dữ liệu chính mình các bạn đừng chỉ tham khảo đấy nhá, đừng làm. Làm thì mất mùa ấy. Còn vải năm nay là mất mùa, sang năm các bạn muốn này đảm bảo có mua được quả thì được hoa thì tốt nhất chúng ta đừng làm gì cả đó. Đến khoảng tháng 9 chúng ta làm một lượt lọc cuối cùng thôi. Muốn vải có tỷ lệ ra hoa đậu quả cao thì chúng ta không làm gì cả. Nếu kể cả năm nay mất mùa chúng ta nguyên đấy. Các bạn để nguyên đấy nhá. Để nguyên đấy. Làm một lần lọc cuối cùng.
khi lập cuối cùng ra thì chúng ta làm. Còn những bạt này nó rậm rậm là cây vải gì nhỉ? Vải tàu. Mình vẫn để lại một số vải tàu, sợ tàu muộn. Đây. Đây mình tỉa thưa đây. Thưa thoáng. Có những cành to, cắt những cành to bằng bắp chân. Đấy, cành giữa cây. Đấy, quyết định tỉa thưa. Các bạn này. 15 phân các bạn ạ. Đây nhé, các bạn xem này. 15 phân. Nếu như mà thời gian mà ví dụ năm ngoái 2023 mình có kế hoạch là tỉa kiểu như này, nhưng về sau mình lại không tỉa này nữa và mình quyết định bấm hoàn toàn, mình thay đổi kế hoạch. Nhưng tỉa như này thì phù hợp cho mới. Ôi rồi, xin lỗi các bạn, cây điện thoại mình nó mất pin, yếu pin nhá, nó là lỗi rồi. Đấy. Nếu như mà sau khi thu hoạch mà chúng ta, nếu như đây này mình nói này. Nếu như tỉa cách này thì khi thu hoạch xong tỉa cũng được, hoặc là bấm ngọn tỉa bình thường cũng được. Nhưng tỉa cách này nó rất phù hợp do cho mấy vải mất mùa. Vì sao như vậy? Bởi vì nếu chúng ta đợi đến thời gian mà thu xong quả của mọi người, mình bấm như tỉa thì chúng ta lại mất công chăm sóc lại ba lần lọc, rất là mất công, mất của, mất tiền. Mà vải mình thì lại ra lộc đầy. Bấm đi tỉa lại, à chặt đi. Bấm đi lại nuôi lại, mất công. Cho nên bây giờ mình tỉa cách này nó sẽ có ưu điểm như nào? Như này. Thứ nhất, bây giờ là mùa xuân, thời gian còn rảnh nhiều. Trời lại mát nữa. Mình tỉa thưa ra như này. Cho nên cây vải nó sẽ ra tại sao nó không nét được nhỉ? Cây vải nó ra lộc lại thời gian dài thì nó có thể ra được 3 lượt hoặc 4 lượt là tùy vào sức cây, mình chẳng chăm làm gì. Trong cái đó lá trên ngọn vẫn còn, cho nên chúng ta chẳng cần làm gì cả, chúng ta chỉ cắt thế thôi. Rồi vẫn đấy, kệ nó. Cũng giống như là vải chúng ta không bấm không tỉa, kệ đấy. Đến khoảng, nếu các bạn cẩn thận thì khoảng tháng 8 thì chúng ta vặt toàn bộ lộc trong thân. Tháng 8 dương lịch nhá. Đến tháng 8 dương lịch, tức là mùa thu, chúng ta vặt toàn bộ lộc trong thân kiểu này này. Đấy. Thì bao giờ nó ra được bao nhiêu lộc mà không quan trọng nhá. Đến tháng 8 dương lịch thì vặt toàn bộ lộc trong thân kiểu này. Giống như chúng ta vải chúng ta làm bình thường và ra được một lần lộc thì chúng ta vặt toàn bộ lộc trong thân. Rồi chúng ta cho ra hai lần lộc, tháng 8 sang tháng 9, tháng 9 sang tháng 10. Tháng 11 thì chúng ta khoanh chẳng hạn, đấy tùy. Nếu các bạn muốn làm tháng 9 chúng ta khoanh thì làm sớm hơn, nhưng mình cứ tháng 11 mình khoanh. Thì mình làm muộn hơn hoặc là không khoanh tùy. Thì tháng 8 dương lịch khi trời mùa thu đã mát thì chúng ta vặt toàn bộ như này. Khi chúng ta vặt toàn bộ này thì nó ra được hai lần lộc, giống như mọi khi mình làm kỹ thuật làm lộc trong thân. Còn bây giờ mình kệ nó, cũng giống như vải mất mùa không làm gì cả, bấm tỉa xong không phân không do gì hết. Đấy. Nếu như ngàn thì tháng 8 chúng ta cũng vặt lộc nhưng chúng ta không chăm. Sang tháng 9 chúng ta chăm cho lộc trên nó ra được một lượt lộc, còn lộc trên này nó đã ra được lộc rưỡi hoặc là hai lượt. Bởi vì khi mình không chăm ra sâu nó sẽ cắn cụt, nhưng nó không cụt hết. Và đến lộc quấy chúng ta làm một lần lộc ở trên thân, trên ngọn thì trong này nó sẽ ra được một lượt hoặc lượt rưỡi hoặc hai lượt. Bởi vì mình không chăm không sóc gì thì nó ra sẽ sâu ăn. Tuy nhiên sâu ăn khi mình bấm tỉa, mình thiếu lộc, mình phải làm lộc nhiều thôi. Chứ còn cây mình không mất mùa, mình không làm gì thì sâu cũng ăn cụt hết lộc, nó vẫn ra bình thường. Nhưng lọc nó không đẹp. Chúng ta chỉ cần làm một lần lọc cuối cùng thôi. Thôi mình dừng video. Cảm ơn các bạn xem video. Mình đã tỉa xong cái vườn. Đấy. Đã tỉa theo kiểu là cắt từng cành. Đấy. Thời gian bây giờ là ngày 30 tháng 3. Trước lập hạ hơn một tháng, mình đã quyết định cắt thưa cành vải thiều. Rất là thưa. Con cành vải thiều này sẽ làm như thế nào? Thì có hai cách. Một là để kệ nó chẳng làm gì.
đến cuối tháng 9 hoặc là giữa tháng 9 sang tháng 9 là tháng 10 dương lịch làm một lần lọc cuối cùng, phun nước sâu, phân bón lá để kích lọc ngọn cuối cùng ở trên và trong ra được một lượt. Còn nếu làm được thì từ giờ tháng 8 dương lịch tỉa toàn bộ lộc trong thân, cho ra được 2 lượt lộc trong thân, còn ngoài ngọn chăm sóc ngẫu nhiên. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thời tiết xấu quá. Cái gì con? Ừ con tắm đi. Ồ vẻ vừa đăng video xong muốn tắm. Video chỉ mang tính tham khảo nhé. Các bạn tùy các bạn nhé. Mình thì mình có nghề, rồi mình đang muốn chuyển cây cảnh cho mình quyết định chặt thưa như thế. Còn các bạn để đảm bảo thì tốt nhất các bạn kệ nó, chẳng làm gì cả, sau làm một lần lọc thôi thì phải ra hoa được. Còn các bạn cứ bấm tỉa nhiều, cắt cụt là nó mất mùa. Giống làm vải, càng để rậm rạp bao nhiêu thì càng ra hoa để đậu quả tốt bao nhiêu. Càng tỉa bấm thì càng mất mùa bao nhiêu, cho nên chúng ta phải tùy nhá. Mình thì mình cứ làm. Cảm ơn các bạn xem video, mình dừng video đây. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, chúc bên gia đình nhá.